Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường Motor 243 anh em nhé. Thật tốt quá, không được, huynh và đệ phải trở về, không bảy người chúng ta cùng đi. Việc khiến lão sư gia nhập quá quan trọng, nhất định phải bày tỏ sự tôn trọng đầy đủ. Bộ bới quyết định thật nhanh. Vũ Hạo nói, đại sư huynh, vừa rồi huynh nói mới tìm đệ có mấy người, ngoài hiên lão sư còn ai nữa sao? Bộ bới bật cười, đệ hỏi huynh, đệ cũng không biết sao, huynh làm sao mà biết? Tôi không cần nghĩ nhiều, lát nữa quay về được chắc chắn sẽ phải biết thôi. Được, Vũ Hạo vui vẻ chấp nhận. Hai người quay lại ký túc xá, gọi mọi người cùng rời khỏi học viện, hướng về đường môn. Bọn họ vốn được tự do học tập, có vấn đề cần thiết thì cứ tự giác hỏi lão sư, không ai quản chế việc học của bọn họ. Bảy người nhanh chóng quay về đường môn. Vừa mới vào đến sân, Vũ Hạo lập tức gặp ngay hai bóng người quen thuộc, mặt nghẹt ra lẩm bẩm, hai kẻ các ngươi đúng là âm hồn không tán. Bố bố tròn mắt ngạc nhiên, Vũ Hạo để nói vậy là sao? Vũ Hạo méo mặt, thật sự với hai người này đệ không dùng từ khác được. Đại sư huynh, huynh không biết hai người bọn họ dính thế nào đâu, các ngươi sao lại đi cùng với hiền lão sư đến tìm ta? Hai người trong sân lúc này đang giao đấu, lúc mà Vũ Hạo vừa đến liền ngừng lại, nhìn vẻ mặt khó chịu không chào đón của hắn, cả hai mỉm cười. Hai vị này còn ai khác ngoài oan gia của Vũ Hạo ở Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt, Quý Thừa Trần và Kinh Tử Yên. Vũ Hạo thực sự là không ngờ họ tìm đến tận giờ lấy khắc. Kinh Tử Yên tay chống nạnh cáu gắt, thì sao Hoắc Vũ Hạo, không hoan nghênh à? Hôm nay chúng ta đến địa bàn của người thì làm căng, không thích à? Đánh trước một hồi rồi nói. Nhìn hai cái bộ dao chỗ đó, Vũ Hạo cũng chống nạnh mà đáp trả. Được à, vậy là hai người các ngươi chấp bảy người chúng ta, hay là bảy người chúng ta hội đồng hai người các ngươi đây? Kinh Tử Yên chỉ đùa, Quý Thất Trần lại thường thật, chẳng biết hắn tìm đâu ra một thanh thiết kiếm đen thui, kiếm phong chỉ tới, khi thế nổi lên, cái danh kiếm si cũng không phải nói bừa. Kiếm ý sắc bén làm cho thất quái xử lý các cung hết hồn. Cái gì thế này, chẳng lẽ hai người này chính là kẻ thù đến đòi nợ Vũ Hạo? Đừng nóng, giới thiệu rồi đánh. Vũ Hạo bước taxi tiến lên phía trước, dù cái lại xa chiều giới thiệu với mọi người. Mọi người, hai vị này chính là Kinh Tử Yên và Quý Thiết Trần, bọn ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, với ta là bạn tốt. Kinh Tử Yên mỉm cười nhìn hắn, cái lúc Vũ Hạo giới thiệu họ là bạn tốt lại có vẻ như cau có lắm. Hai vị, những người này đều là huynh tỷ muội đường môn chúng ta, các ngươi sao không lo học hành nghiên cứu ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia đi, chạy tới thành xử lý các xa xôi không phải chỉ để đánh một trận thôi đấy chứ? Vũ Hạo cũng chưa rõ mục đích của hai người này đến đây để làm gì. Quý Thất Trần lắc đầu. Vũ Hạo thở phào, cũng may không phải vì một trận đánh mà đi đến mấy ngàn km. Kinh Tử Yên lập tức tiếp lời, chúng ta đến để đánh rất nhiều trận. Vũ Hạo suýt chưa nữa là sặc nước miếng mà chết. Cái gì mà đánh rất nhiều trận, các ngươi không cần đi học sao? Quý Thất Trần nói. Nghỉ học rồi. Kinh Tử Yên thật thà, lúc ngươi đi bọn ta đã thương lượng nhất trí cho rằng mỗi lần tỉ thí luận bàn với ngươi thì thực lực tăng lên nhiều hơn học tập ở học viện. Bọn ta đều là hồn sư biết định hướng nên biết thứ gì thích hợp cho bọn ta. Tìm tới đây không phải có gì đáng tiếc, ngươi chỉ cần cho bọn ta chỗ ở, mỗi ngày đánh nhau với bọn ta, còn không thì thế này cũng được này, ngươi ở đâu bọn ta đi theo đó. Vũ Hạo trợn mắt há mồm, hai miếng nghiêu bì lúc này thật là kỳ quặc. Quý Thất Trần sơ cao trường kiếm nói xong rồi, có thể đánh chứ? Lúc quái xử lý khác bao gồm cả Vương Đông Nhi, không ai tỏ ra muốn giúp Vũ Hạo, tất cả đều đứng sang một bên làm khán giả. Vì trước đó Vương Đông Nhi khẽ thì thầm vài câu nói rõ lai lịch của các kiếm sĩ và Kinh Tử Yên. Mọi người cố gắng nhìn cười, ra vẻ nghiêm túc chờ đợi một trận tỉ thí giao trò, thì đột nhiên ngoài cổng đường môn vang lên một tiếng hô lớn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi ra đây! Giọng nói này rất là quen tai. Vũ Hạo sửng sốt, cũng vội ra giấu cho Quý Thất Trần chờ một chút rồi quay người chạy ra cổng. Người ở ngoài cổng đường môn còn không phải là Vương Thu Nhi sao? Thu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vũ Hạo ngạc nhiên. Vương Thu Nhi nói, ta không tới được sao? Chẳng lẽ đường môn của ngươi là cung đình cấm địa? Ta tìm ngươi ở trong nội viện, nghe nói ngươi đã ra ngoài, đoán rằng ngươi trở về đường môn nên ta mới tới đây. Thái viện trưởng đã nói ba khôn cốt kia tùy hai chúng ta quyết định, ngươi định chia thế nào? Vũ Hạo nói, hiện tại ta đang bận, ngươi vào trước đi, chơi với hồn cốt lát nữa hãy nói, dù sao ngươi muốn thì cho ngươi cũng được. Vừa nói hắn dẫn Vương Thu Nhi vào đường môn. Thấy Vũ Hạo trở lại với Vương Thu Nhi, Kinh Tử Yên nhất thời kinh ngạc rụi rụi hai mắt, nhìn lại bên kia kinh ngạc nói, song sinh? Vương Thu Nhi nói, không phải. Vương Đông Nhi cũng nói, chúng ta không phải song sinh, đẹp y như nhau, giống như đúc, cả kiếm sĩ Quý Thừa Trần ngày đêm chỉ biết luyện kiếm cũng phải nhìn đi nhìn lại mấy lần. Hoắc Vũ Hạo, tới đi. Quý Thất Trần lại sử dụng kiếm. Ba ngày qua không chiến với Vũ Hạo, hắn nhận thấy rõ ràng tốc độ tiến bộ giảm đi rõ rệt, khiến hắn càng khẳng định việc rời bỏ Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt tìm Vũ Hạo là chính xác. Vũ Hạo lúc này phát cáu, tới gì mà tới, không nhìn thấy ta có khách sao? Còn nữa, hiền lão sư đâu? Chiến ý của Quý Thất Trần đã tràn ngập, nào chú ý đến mấy thứ đó. Đánh trước nói sau. Dứt lời, trường kiếm giơ cao, kiếm ý lẫm liệt là dâng trào. Hồn lực của hắn hiện tại so với trước kia có khác, toát ra sắc bạch, ngay cả cặp mắt cũng bắn xạ ánh sáng, không thể nghi ngờ trình độ đã tăng lên. Quý Thất Trần trầm giọng nói, Vũ Hạo, ta có lại có lĩnh ngộ với kiếm ý, vì nó lại đặt tên là Trảm Long, tớ đi.
Trảm Long, Vũ Hào sắc mặt trở nên quái dị, quay sang Vương Thu Nhi lẩm bẩm: "Ta cũng không phải loại người thiêu diệt thị phi, có điều Thu Nhi người xem những kẻ này không tự lượng sức, tự cho rằng bản thân có năng lực chém sống, có nhịn được hay không đây?" Vương Thu Nhi rất là an ý hừ một tiếng: "Không nhịn được, ta lên." Nói xong cô nàng dũng manh xông tới, nhún mình ở trong một tiếng nổ khiến cho cả đường môn cũng rung chuyển, chiến ý ngập tràn toát ra. Nàng không có mấy cái gì như là kiếm ý quyền ý, chỉ có chiến ý và khí phách không ai sánh bằng. Trong tiếng long ngầm dữ dội, kim quang bọc lấy thân thể của nàng. Lúc quái sợ lấy các lúc này trợn tròn mắt nhìn: "Vậy cũng được sao, còn nói mình không phải người thích thêu dệt, vậy thì như thế nào mới là người hay thêu dệt đây, tu hận mà đẩy đi dễ dàng như thế." Đối thủ bất ngờ thay đổi, Quý Thật Trần hơi sửng sốt, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng tập trung lại. Đối với hắn, đối phương là ai không quan trọng, miễn là choán đủ áp lực. Vốn ở Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt, hắn không tìm ra người nào thích hợp, chứ không thì sao lại phải chạy tới đây. Hoàng gia vừa ra tay đã biết có nghề, Vương Thu Nhi chỉ xông lên đã lập tức kéo tất cả uy hiếp Quý Thật Trần đặt lên Vũ Hào chuyển sang chính mình. Chỉ như thế cũng đủ cho Quý Thật Trần phải nhìn với con mắt khác. Quý Thật Trần nhào mắt, kiếm ý phóng ra đột nhiên trở nên mềm mại. Đừng nghĩ rằng Vũ Hào chuyển phiền phức sang Vương Thu Nhi thì hắn hết chú ý Quý Thật Trần. Kiếm ý biến đổi, sắc mặt của hắn cũng đổi. Đây chẳng lẽ chính là Phủ Cực Thái Lai? Không, còn chưa tới trình độ đó. Tàng Phong, đúng vậy, đây chính là Tàng Phong trong kiếm ý mà lão sư đề cập tới. Ẩn dấu phong duệ mới là đáng sợ nhất. Không ngờ hắn tiến bộ nhanh như vậy, đã linh ngộ kiếm ý đến thế này. Xem ra đổi lại chính bản thân muốn đối phó tên kia cũng không dễ. Dù sao Quý Thật Trần chuyên luyện kiếm, còn mình học mỗi thứ một ít, tổng thể thực lực chỉ có thể thắng. Thế nhưng về sau nếu chỉ dùng đấu quyền mà muốn thắng được kiếm quán thì càng ngày càng khó. Đúng lúc này Vương Thu Nhi hành động, năng trọng quảng kiến ý là cái gì, tăng phong là cái gì, trước mặt của nàng chỉ cần là địch, kết quả chỉ có một, chính là phá. Toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt như là sao băng kim sắc bắn tới Quý Thật Trấn. Năm đấu hoàng kim không chuyên hoa xảo cường công chính diện. Quý Thật Trấn hai tay nắm chặt kiếm, chân trái bước ra nửa bước, chân kiếm đâm tới cũng không búa mày phức tạp. Chính lúc kiếm đâm ra, ngân quang ngưng tụ trên người nháy mắt đó bị trường kiếm hút lấy, toàn bộ ngưng kết thành kiếm phong hội tụ ở mũi kiếm. Không khí quanh kiếm dường như đã mang lại cảm giác trùng trùng điệp điệp. Ầm một tiếng, quyền kiếm va chạm một tiếng nổ tung trời. Việc chẳng ai ngờ chính là quyền cường hãn thẳng tiến vào không lùi của Vương Thu Nhi thời điểm cuối cùng lại thay đổi. Đúng vậy, thay đổi quyền thành trưởng, thế nhưng vẫn ngạnh đấu như cũ, phảng phất như là xé nát không gian. Tránh mũi kiếm của Quý Thật Trần, tay phải vỗ lên phần sống kiếm ngay chỗ mũi kiếm, như rắn gặp bảy khúc vây, thân người của nàng theo đó mà cũng chuyển, đầy kiếm ý sắc bén bắn xa, lệch đi rất xa về bức tường ngoài đường môn, nổ ầm ầm tạo thành một cái lỗ rộng cả 3 mét. Kiếm ở trong tay Quý Thật Trần cũng vỡ nát thành từng khúc. Vương Thu Nhi một trưởng vỗ nát trường kiếm, thân hình xoay tròn, quyền trái đánh tới Quý Thật Trần. Quý Thật Trần phản xạ sơ cao tay lên đỡ, một tiếng nổ vang, sau đó mọi người nhìn thấy hắn như là cái bao cát đứt dây bay đi, dính vào vách tường với một cái hình hài không theo quy tắc nào. Hai chiêu từ đầu tới cuối Vương Thu Nhi chỉ cần xuất hai chiêu kết thúc trận đấu. Đến khi nàng dừng lại, một luồng cuồng phong phảng phất kéo vạt áo và mái tóc tung bay, kim quang nhà sân. Thật là hùng hãn, mọi người quan chiến mà há cả mồm trợn mắt. Kinh hãn nhất chính là Kinh Tử Yên, nàng hiểu rõ thực lực của Quý Thật Trấn. Sau khi lĩnh ngộ, có thể nói kiếm ý của hắn thoát thai hoàn cốt. Vậy mà trước mặt cô nương này lại đại bại thảm hại, so với khi mà đối đầu với Phú Hạo ngày trước còn thảm hơn. Mà số hồn hoàn của cô nương kia phóng ra cũng giống như nàng chỉ có 6 cái mà thôi. Thực lực Học viện Sởi khác đây sao? Chỉ có Vũ Hạo nhìn thấy rõ, Vương Thu Nhi dù thắng cũng không phải nhẹ nhàng như biểu hiện bề ngoài. Nàng có vẻ như xuyên qua không gian tránh được kiếm ý chính diện, rồi cuối cùng điệu bộ mái tóc và vạt áo tung bay cũng không phải là làm kiểu cho khí phách, thực tế chính là đang hóa giải dư kình kiếm ý của Quý Thật Trần. Đứng đó 5 giây, cơn gió sao động quanh người của Vương Thu Nhi mới tan mất. Ánh mắt của nàng kinh ngạc rõ sáng, thoáng nhìn lại Quý Thật Trần vừa rơi ra khỏi tường nằm mọp ở dưới mặt đất, để lại trên tường một cái lỗ hình người. Lần sau đổ thành kiếm tốt đấu lại. Quý Thật Trần mặt đất mày cho, răng vẻ cực kỳ là thê thảm, thế nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, nhìn Vương Thu Nhi mạnh mẽ gật đầu. Vương Thu Nhi quay sang Vũ Hạo thản nhiên nói: "Ngươi trở về nội viện rồi tìm ta." Nói xong cô nàng chẳng thèm quan tâm đến ai, bước nhanh đi mất, thực sự là rũ áo bỏ đi, cứ như nàng vừa mới làm chuyện gì đó không đáng nhắc tới vậy. Kinh Tử Yên mặt run rẩy lẩm bẩm thì thào: "Mạnh quá Vũ Hạo, ngươi tìm đâu ra cô nương đó thế?" Vũ Hạo chắp tay sau lưng hở hững rồi nói: "Đường môn chúng ta ai cũng có cấp độ như thế, sau này không cần phải tìm ta. Có thế hay không, mấy người này là sư huynh sư tỷ của ta, các ngươi có dự định gì không?" Quý Thật Trần chẳng quản hình hài bụi bặm, nhìn Vũ Hạo gật đầu thật mạnh: "Ở lại." Kinh Tử Yên nói: "Đương nhiên, cho chúng ta chỗ ở lo cơm là được." Vũ Hạo nhíu mày sẽ nói: "Ở đây cũng không phải là không được, có điều đường môn chúng ta không giữ người ngoài, gia nhập đường môn ăn cơm đảm bảo ăn no." Khụ khụ, bầu bối vội vàng ho khan bước tới.
Hai vị đường xa mới đến, muốn ở bao lâu cũng được, dĩ nhiên cổng lớn đường môn luôn mở rộng chào đón. Hơn nữa chúng ta cũng không tệ như là tiểu sư đệ nói. Thế nhưng vì đường môn có võ học riêng, tin rằng nhị vị có biết vinh quang vạn năm trước của đường môn, nay đường môn gây dựng lại, chỉ là hy vọng phục hồi lại vinh quang khi xưa. Vũ Hạo lập tức nói thêm, đại sư huynh, chúng ta không thể ai cũng thủ nhận, hai người kia thực lực vẫn còn kém một chút, tuyệt học đường môn cũng tuyệt đối không truyền cho người ngoài, một khi đã học thì không thể rời khỏi, bằng không chúng ta sẽ thù lại những võ học kia. Kinh Tử Yên trợn mắt nổi điên, Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói ai là còn kém? Vũ Hạo ra vẻ đương nhiên, nói ngươi đó, ngươi thắng ta trận nào sao? Ta ở đường môn đứng hàng thứ 6, ngươi ngay cả ta cũng không thắng được, còn không phải là kém sao? Ngươi, hai người cãi nhau ầm ĩ, con Quý Tuyệt Trần trước mắt một hồi thì gật đầu chắc nịch, ở lại không đi. Kinh Tử Yên hậm hực, ở lại đợi chúng ta học xong tuyệt học đường môn lại thu thập ngươi. Vũ Hạo cười rồi nói, lúc nào cũng hoan nghênh, tốt, sau này mọi người là huynh đệ đường môn, để ta giới thiệu. Hắn liền giới thiệu các sư huynh sư tỷ. Quý Thật Trần tính tình đơn giản chỉ gật đầu, Kinh Tử Yên thì thân thiện chào hỏi. Bố bối ngầm thán phục khen ngợi Vũ Hạo, hắn sao nhìn không xa, hai vị hồn đế này tu vi không kém, lúc nãy Vương Thu Nhi có vẻ thắng nhẹ nhàng, thế nhưng Quý Thật Trần thật sự là thua thảm như vậy sao? Đổi thành kiếm khác khó nói lắm. Vũ Hạo nói, Quý huynh có phải vẫn chưa tìm được thanh kiếm thích hợp? Quý Thật Trần gật đầu. Vũ Hạo nói, vậy thử thanh kiếm này xem sao. Vừa nói hắn lấy ra một thanh trường kiếm đưa tới trước mặt Quý Tuyệt Trần. Không phải vô duyên vô cớ Quý Tuyệt Trần được gọi là kiếm sĩ, bộ dáng của hắn khi mà thấy kiếm cứ hệt như là từ tam thạch thế mỹ nữ, mắt sáng như là trăng rằm, cực kỳ cuồng nhiệt, không hề khách khí nhận kiếm ngay lập tức. Kiếm vào tay, hắn bật thốt lên, kiếm tốt, đa tạ. Trường kiếm trong tay có hai màu đối lập, mỗi kiếm cũng chia ra hai mặt trắng đen, cũng không phải là thanh kiếm đã từng xuất hiện trong Đồ Hồn Đại Tá lần trước, còn làm cho tà hỏa ở trong cơ thể của Mã Tiểu Đào bộc phát, thẩm phán kiếm sao? Thanh thẩm phán kiếm này, Mục Lão cuối cùng cũng cho Vũ Hạo. Vũ Hạo lại không dùng kiếm, nhân dịp Quý Tuyệt Trần gia nhập đường môn mới đem thanh kiếm cho hắn. Quý Tuyệt Trần tay cầm trường kiếm, hồn lực chậm rãi rót vào, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ hiện ra trên khuôn mặt, tổ hợp quang minh và hắc ám, thanh kiếm kỳ dị thế này hắn chưa bao giờ dùng thử, kiếm thật là cường đại. Vũ Hạo nói, thanh kiếm này là một món hồn đạo khí cận chiến, ta thấy có vẻ là thanh trường kiếm cực đại nhất, tên của nó chính là thẩm phán kiếm. Đỗ Hồn Đại Tá lần trước từng khiến chúng ta phiền phức lớn, bây giờ tặng cho ngươi, hy vọng có thể phát huy được uy lực thẩm phán cao lớn. Thanh kiếm này đòi hỏi người sử dụng khá là thấp, vì bản thân nó có thể phát huy ra uy lực rất là cường đại. Ta nghĩ thậm chí người đúc kiếm cũng không thể nào dốc hết năng lực vốn có của nó. Nhớ lần trước vì thanh kiếm này mà Kính Hồng Trần đã phải tự thân đến học viện xử lý khắc một chuyện, có thể thấy nó quý giá cỡ nào. Đa tạ, Quý Thất Trần cảm tạ, có thể thấy hắn cực kỳ phấn khích khi mà nhận được thanh kiếm này. Cho ta cái phòng. Vũ Hạo nói, được rồi, có điều nếu gia nhập đường môn chúng ta, các người nhất định cũng phải có trách nhiệm. Hứ, Quý Thất Trần hơi sừng sốt, Vũ Hạo ra vẻ trịnh trọng, ít nhất phải chịu trách nhiệm hành vi của mình, đắp lại bờ tường cho hoàn hảo đó. Cũng đúng, hai chỗ tường viện sụp đổ, sân bên trong đường môn hoàn toàn mở rộng. Quý Thất Trần lúc này thần sắc cứng đờ, nhìn sang Kinh Tử Yên cầu cứu. Kinh Tử Yên cũng ngẩn ngơ tức giận, ngươi nhìn ta làm gì, một nam nhi trưởng thành như ngươi lại để lão nương ra tay hay sao, mặt mũi để đâu, mặt mũi để đâu đây. Quý Thất Trần về mặt đau khổ quay sang Vũ Hạo, không có gạch. Vũ Hạo khóe miệng giật giật, cố nén không bật cười, để ta tìm xem. Giang Nam Nam không chịu nổi, mắng Vũ Hạo. Vũ Hạo không bắt nạt người thành thật, ta đi sắp xếp chỗ ở của các ngươi, chuyện đắp tường cứ để cho bọn kia lo. Đa tạ, Quý Tuyệt Trần mừng rỡ như là được đặc xá tử tội vậy. Từ Tâm Thạch thấy tên kia tướng mạo anh tuấn mà lại khờ khạo, cảm thấy không yên lòng và chạy theo. Ta cũng đi, ta cũng đi. Vũ Hạo lẩm bẩm, các ngươi không thấy hai kẻ kia khi còn ở học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt tra tấn ta thế nào đâu, ta chỉ trả đũa một chút thôi mà. Từ Tâm Thạch và Giang Nam Nam rất Kinh Tử Yên vào Quý Tuyệt Trần đi sắp xếp chỗ ở. Bối bối nhìn bốn người rời khỏi, gương mặt vui mừng, tiểu sư đệ, xem ra đường môn chúng ta ngày càng phát triển rồi, thực lực hai người này không tầm thường. Vũ Hạo cười lớn, hai vị kia đều là võ sĩ, sau này mọi người sẽ phiền phức lắm đó. Có điều tính cách của bọn họ thẳng thắn, chỉ cần huynh chịu đánh với bọn họ, họ sẽ càng thích, nếu thắng họ, họ càng khoái. Thật không ngờ Quý huynh lĩnh ngộ kiếm ý đến trình độ này rồi, quả là một lòng chăm chỉ. Đại sư huynh, chúng ta mau đi gặp Hiền lão sư, sau này Hiền lão sư đối với việc phát triển hồn đạo khí đường môn có thể nói chính là linh hồn vậy. Khi mà họ tìm được Hiền Tử Vân, lão đang ở cạnh xưởng luyện chế hồn đạo khí tại hậu viện đường môn, mà bộ dáng nào có vẻ gì của một hồn đạo sư cấp 8, áo vải giản đơn nhìn qua còn lấm lém, ngồi chùm hổm bên ngoài xưởng quan sát nhân viên đang chế tạo hồn đạo khí bên trong không chút chớp mắt. Hiền lão sư, Vũ Hạo lớn tiếng gọi. Hiền Tử Vân quay đầu lại nhìn, xua tay rồi tiếp tục nhìn vào bên trong. Vũ Hạo bước nhanh tới ngồi xuống.
Hiên lão sư, ngài không thể nhìn lén, đây đều là bí mật của đường môn. Hiên Tử Vân phát cáu, bớt nói nhảm, gia nhập đường môn cần thủ tục gì, làm nhanh đi. Ngươi biết hay không, chờ ngươi mấy ngày ở đây quả thực là lãng phí cuộc đời của ta. Bối bối đi nghe theo sau làm ngẩn ngơ, vị này còn thẳng thắn hơn cả hai người kia. Sự si mê của vị này rõ ràng chính là hồn đạo khí. Những người như là Hiên Tử Vân, Quý Tuyệt Trần có thể đam mê như thế, không phải kẻ điên, thì chính là thiên tài trong thiên tài. Vũ Hạo đương nhiên biết Hiên Tử Vân tìm đến dĩ nhiên là muốn gia nhập đường môn, lập tức nháy mắt với bối bối. Bối bối sao còn không rõ, vội vàng ngồi xuống cạnh Hiên Tử Vân. Chào Hiên lão sư, ta là trưởng môn đại sư huynh của đường môn, hoan nghênh ngài gia nhập đường môn. Ngài thấy thế này được không? Từ nay ngài chính là phó môn chủ đường môn, toàn bộ hồn đạo khí đều do ngài phụ trách. Hiên Tử Vân đâu có thèm để ý đến mấy thứ đó. Bằng không thì sao hắn bỏ trước chủ tịch nghiên cứu viện Minh Đức Đường tới đây? Ừ được, Vũ Hạo đưa cho ta. Lão vừa nói vừa xòe tay xa trước mặt của Vũ Hạo. Vũ Hạo hiểu ngài lão cần cái gì. Ngài muốn tư liệu nguyên bản chế tạo ám khí đường môn hay là nghiên cứu của ta? Hiên Tử Vân nói, xem nguyên bản trước, xem nghiên cứu của ngươi rồi ta dễ dàng bị ảnh hưởng. Còn nữa, cá nhân hình cờ giáp cũng đưa cho ta, bây giờ ta vào được chưa?